Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Tiếp theo hôm nay tôi sóng giới thiệu các bác một cái lô vàng số bãi xịn chính hãng của hãng DMX. Đấy, DMX là thương hiệu của châu Âu và con vàng số này sản xuất tại China, có mã là DK5800. DK5800 và DK6000 thì vì cơ bản này thấy giống nhau, không có gì khác nhau cả. Chỉ là những bản nâng cấp về cái chỉ số lập trình DSP thôi. Còn về phần cứng em thấy là giống nhau. Thì hiện tại em về được khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 con. 15 con vang số DMX chính hãng. Đấy. Đây là em quay kỹ hình thức cho các bác xem này. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ là phím cứng và hiển thị dàn đèn. Và chạy cứ xử lý đầu vào ra DSP là 96kHz. Tức là cái cho chất lượng âm thanh cực kỳ cao. Đấy, có riêng con này nhé. Và ba đường mic đằng trước. Có thể tắt này, có thể là mute tạm thời. Đấy. Khi mà nói thì dàn đèn nó sẽ nháy lên rất là đẹp. Tất cả này các cổng vào ra out. Và cách chỉnh thì là nó ăn phần mềm của con X5. Nhưng tất nhiên linh kiện thì con này sẽ khác, và cân của con này cân nặng con này tầm khoảng hơn 4 cân, tức là nặng nhất cái dòng vàng số từ trước này em. Đây, rất là cầm rất là chắc chắn. Đây, có tem em mã mạch của DMX, hàng bãi xịn. Và đặc biệt con này cái điện áp tiêu thụ của nó rất là nhỏ, 15W. Đấy. Và đây là phía sau. Nồi là rất đẹp, còn nguyên tem hết các bác nhé. Ở phía sau thì là 6 cổng out. Đấy. Và có đường input 1, input 2 và đặc biệt là có đường rig out. Đường rig out này là giúp các bác lever này. Giúp bác lever. Và đây là phần cứng các bác này. Soi kỹ lại cho các bác xem phần cứng này. Đấy, cho xem phần cứng. Thì con này đây, từ cái dây nguồn của nó rất thiết kế rất là độc, rất là chắc chắn này. Và con này nguồn to hơn, nặng hơn. Đấy, con vang số này rất là nặng, nặng hơn tất cả những dòng vang số em đã từng gặp. Rất là nặng. Cái nguồn này của nó to hơn khoảng so với những nguồn X5X khác, to hơn rất là nhiều, nặng hơn. Và tất cả thiết kế sơ đồ khối của con này thì nhìn qua thì các bác nghĩ nó là X6, phải không? Thì con này đúng là thiết kế mình kiểu hiểu đơn giản là bo DSP của nó giống X5, X6. Đấy, nhưng mà hãng của DMX thiết kế nó sẽ khác. Và bo DSP của nó này là chạy chip analog device Mỹ. Và hiển thị là DSP 5008, DSP 0.2 của riêng hãng DMX nhé. Đấy. Và cái chân DSP của nó là chân hàng. Chân hàng. Và đặc biệt đó là thiết kế sơ đồ khối của phần nguồn ấy. Đây này, phần định nguồn này. Ngoài định nguồn 4 chân ra thì người ta thêm một cái tụ. Tụ khởi cho cái hệ thống này. Nên con này chắc chắn là rất là bền. Rất là bền. Tất cả cái dòng vang X thì hay nhất, lỗi nhất là nó lỗi bo DSP, cái định nguồn DSP. Đấy, nhưng con này thì khẳng định là không bị lỗi. Đấy. Ngoài định nguồn 4 chân ra thì lại có thêm một cái tụ khởi. Và thiết kế các tín hiệu đầu vào đầu ra đều xử lý qua hệ thống. Đây. Qua một con rơ ne và qua một con trở kháng, tức là khu phức hợp này. Khu này xử lý tín hiệu trộn vào ra là 96kHz, là xử lý hay cái này. Con này thì chắc chắn là âm thanh sẽ rất là hay. Và người ta chạy giải mã AKM. Vâng. Và toàn bộ các tụ này. Các bác để ý này. Sơ đồ khối này. Tụ của cái con X6 DK5800 này. Các bác để ý này. Nó dùng của hãng Nikon. Đây, quay video kỹ cho đây. Nikon, đây là một cái hãng chuyên sản xuất tụ nổi tiếng thế giới. Có hai nhà máy ở Philippines và ở China. Đây là dòng tụ điện phân hướng trở kháng rất là nhỏ. Nên cái dòng điện của con này tại sao là nó chỉ ăn 15W, và bình thường những con vang số X5, X6 rồi đến tận X10, X12 nó ăn đến tận 35W. 25 đến 35W thì con này chỉ ăn 15W mà nguồn của nó rất là to. Đó, nhân con này khẳng định các bác rất là bền, tiêu chuẩn rất là cao. Và con này thì nhìn thiết kế đây nó thiết kế từ năm 2015, 2016. Đấy, nhưng toàn bộ mở ra này còn vàng ưa hết. Đấy. Và rồi, và em sẽ quay trở lại vấn đề đó là thử test cho các bác nghe thử ở chất lượng của con này. Đấy, chất lượng của riêng cái con DK5800 do DMX thiết kế và sản xuất. Các bác nghe thử nhé. Con này thì ăn khiển
đấy, ăn khiển tất cả những dòng vang số X khác dùng chung, nhưng chất lượng âm thanh thì nó sẽ khác. Đây, cắm mic vào. Thường em cài cho các bác là 3 chế độ này. Đấy, 3 chế độ là chế độ 3. Em sẽ thử chế độ 3 trước các bác nghe cảm nhận tiếng reverb nhé. Tiếng reverb con này thực sự là đẳng cấp. Đấy, em sẽ chuyển. Thường thì em cài cho các bác là 4 chế độ. Đấy, chế độ 1 là eco ngắn, chế độ 2 là eco dài, chế độ 3 là reverb, chế độ 4 là nghe nhạc. Đấy. Và sẽ thử luôn cho các bác là chế độ 3 trước cái mấm M3 này. Nên 5, 6, 7 à, tiếng đi vượt của con này quá đẳng cấp rồi à, tiếng đi vượt của con này là thực sự là đẳng cấp. Nên 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 5, 6, 7 tiếng vượt rất là dày à, nguyên nhân là do cái bo DSP ấy, thiết kế riêng của hãng à, chế độ 2 là chế độ eco dài M2. Nên 5, 6, 7 1, 2 à, tiếng mic của con này rất là dày. Và chế độ 1 là eco ngắn. Nên 5, 6, 7, 1, 2 à, các bác nghe thử một đoạn các đứa em hát ở chế độ eco dài đi, ở chế độ reverb đi, sau đó chuyển một chế độ eco dài để bác cảm nhận nhé. Chất lượng nhạc và chất lượng eco của con này một dạng đẳng cấp. Nên 5, 6, 7, 1, 2 chuyển sang chế độ eco dài cho các bác nghe thử nhé, cảm nhận. Đây là một cái những dòng vang cực kỳ cao cấp. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biến bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân. Vin canh nồng như măng hoa, năm nay chẳng gặp tình quân. Đấy, đó là hai chế độ mà em thử hát cho các bác nghe. À, và con này thì nhạc thì chạy giải mã 96 kHz ấy, thì chất lượng âm thanh cực kỳ cao cấp rồi, cực kỳ hay. Và về chất lượng linh kiện và chất lượng hình thức ấy, thì con này một dạng tốt, con vang số rất là đẹp, nó như một con quân số. Đấy. Các mua thử ủng hộ em nhé, thì con em báo giá luôn cho các bác là con em bán cho các bác là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng nhé, tặng khiển. Bình thường là em thời điểm này em nghĩ là thầm vang số như cái đời của DMX này. Đấy, DK5008 và DK6000 là một dòng vang số cực kỳ đắt. Đấy, không phải đắt ở Việt Nam mà đắt cả bên China. À, dòng DMX này nếu báo giá trên thị trường 5008 thời điểm mà nó mới ra nó khoảng tầm 8-9 triệu. Và con DK6000 bây giờ cũng phải tầm 9 triệu đến trên 10 triệu các bác mới mua được. À, và hôm nay em sẽ bán con vang số này chỉ với là gì? 2 triệu 8 thôi. Tặng khiển giấy tắc đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, em có 15 con thôi. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em. À, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.